Bật cái app trên điện thoại lên, sau đó thì giơ vào cận những quả bia để nó căn chuẩn góc. Làm xong thì mở ứng dụng la bàn ra và đặt xuống bàn. Việc cần làm bây giờ là cầm lấy cây cơ và thể hiện kỹ năng, nhắm thật chuẩn vào viên bi, tiếp theo là thọc một cú thật dứt khoát. Cũng bày đặt sử dụng công nghệ đồ đó, nhưng kết quả đâu chưa thấy mà đã thấy hậu quả rồi.